nhật ông này có phong tài bất khắp cho hẹn thì vì chúng mình được nhóm laser. Mình mẹ lazy thế nói, cứ laser, cũng thôi không hay sao. Mình yêu mình chạm thì là lỡ sắp bài chạm của chạm lòng thì chẳng nào mà ông nhật ông tiền. Hai, chưa bị tết ở tiết, nhưng nó sẽ chụp cho mình lại chụp riêng đấy. Để mình tự tập của các tay mà chụp riêng ấy là hai dân tương tự chụp bóng Tony, đây còn đơn tám lớn, hai còn đừng nay non nờ vậy đây hai cô chạm lòng ơi, cô dân ở học địa vẫn tốt mất. Nên mình nơi các video là bỏ trong lúc nạp dưới hến, hai đứa cầm thì đã sửa phát, hai chuyện trang thì đã lưu lại mình trăng cơ thường này. Ok, check it out. Mà xong chụp riêng xuống right now. You are watching Clap Your Hands TV. Để thay nét thông sản tặng ở khu này. Lớn nét trong cam vị thi này kì hào thạc Clap Your Hands TV. Nhóm bán mặt đó cần lại Monkey Gong Market. Nông viện này nhóm trong này dây bởi đường bài chân, bạch ta, bài chân, kẻ la. Để thay nhóm bán lên dùm với sport. Anh chẳng các bạn. Lớn nét trong viện này nhóm bán mặt đó là Monkey Gong hơi. Hay nét trong viện này mà nông Clap Your Hands TV. Lớn nét nhóm này dây bởi đường bài chân, kẻ la. Bài chân sport, bài chân bạch ta, đôi là bọc trong phía hàng mà làm được chẳng. Mà là nước chân mơ tam mạng, bài chân như mơ tam mạng ấy, rồi đó là nhóm mạng Nike. Phần tài mạng mỗi là clip mỗi tiết, như chân mạng Adidas. Đó là Adidas chứng phải là Adidas KP20 mà sẽ làm vậy được mà. Và bài chân Adidas. Clip bây giờ sử dụng vệ cho mỗi thao của mỗi cái bán. Và đây khác cái vệ cho mỗi khoa xe, cái vệ cho mỗi suit. Rồi clip đá. Mà lại lâu nít nhìn trong xa máy chương ở Adidas nâng là lâu nít cái đạt thàn lệch phần bấy phần tay ra đó khi nhóm vệ lệch phần phân cả lá. Và xa máy chương nó lại bằng kinh con ní khá ná dương. Mỗi thà dương màu ngay nào là o tóc dương. Thế nhưng mà xa máy chương thông máy chương đừng rồi mình chắc gì. Xa máy chương ní clip mình tên mà lâu nít là thà tăng ốc này là thật tốt sản không cảm thấy thì Clap Your Hands TV nước chấm trong vô thật còn tại cameraman khi nhóm nước có gật mình sẽ bày chương để khi nhóm xa chẳng hai bạn mùa hai và bạn đã phê khá tất cả thay nhân dây cho mỗi lệnh lụa trớ gật cho đồng lại ở lọ đài và đôi sẽ bày chương dương của mấy cái mạng nhưng thế này bạn là nếu chỉ mạng đi đôi nào khi nhóm bạn xa mấy nữa à muốn kéo ra class cái đi là nó thô shell bạn là shell thô à nếu chỉ bày chương Air Jordan. Anh ấy clip trên kế cam bây giờ mình chọn nón fan thấp phần nào lâu ní. Dụ vậy cứ style Nike ní cứ chia màu với nhau mà bây giờ dùng mình tên này nè. Thế chia để đà ra khang basketball đà ram nhận đấy chứ một con Michael Jordan. Tiếp xong là cua khâu cua đừng rơi tham sai khai cua đừng sai đi chơi cho ông mình khâu cua nên thằng ba bóng ai. Tôi có đồng nào mà phải có kịp xa tao. Còn là nhâm chơi chơi màu bấm lăng trong tất cả đó nhưng mà nhâm bằng mò nhâm bằng hộp bằng hai thì không bằng. So stay tuned. Let's take a break. Nhâm hope. Lâm lan lên mà. Bà xong chụp clip xuống. Mong phone này tăng ọc lên là thả tốt xin á. Nóng Clap Your Hands TV. Bà để lâu nít nhóm bàn trên biệt là em sang bằng kinh con hơi. Nóng cảm ơn thị dân. Thì tiên nâng chụp cho mùi ấy đá. Nè xa lạp bạc có xa lạp bạc cả nên nhận đáy để thả. Nè xong đáy chụp riêng hip hop. Thớp thọt bắt cho mùi cầm hôn Clap Your Hands. Bà sân chìa cảm thấy khi nhóm thưa khó chí công cái đó xong mà ta khăn thấy cái màu và cán đi cứ chơi cảm thấy muối để thà sợ bái hay ở khi nhóm trong phải vô thà không cảm thấy nít miên ở cảm thấy xem oh ê bố 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 chọc bố khăn what the hell what you doing okay ở đây cảm thấy Clap Your Hands TV kêu sáng lạc man yeah Clap Your Hands TV. Yes. Clap Your Hands TV. So, hey, tụi nào mà nói mà nào? Oh, lại như lại thoát cam với Clap Your Hands TV. Chị lên nhờ Phnom Penh, mấy những tâm bao cát về miền Ai Cập, bắn tâm máu phim xa bằng hình con. Bằng hình con thế. Hey, ngày tết cam với thi nữa được chụp cho mối Ada interview Ada, chỉ có là Ada. Score. Tập tập cả này dương hết rồi. Này đây nè. Này. Hey, cái này mấy hey cho lại. Nó ở đây thế mà. Hey, đi chơi cái này favorite spot cái này mày. Cái này na có lo đấy, bên tên là cái này ní dương bạch phèm. Chúng ta lại tin tin đầu bèo cái ta nhầm đầu ra cành che cành cho á. Tại nhân bọn ní phải hai giờ dương hai thay cái lại như chui chân đai phù đó bạch phèm quật chân. Tạm bàn nó à, lớn đi. Nhầm mà là thọ cho mỗi camera chi Clap Your Hands TV. Bên tai, à lâu ní cứ chi mình được nhầm thế, nhầm mình được xem anh thay chua phù khen nó cái lại cắt sọt nó cái lại flow nó coi vật lang ca chứ sao. Dạ, mình đã chụp đây có được sai cái từ từ một nắng giờ tôi chụp lực mới này. Nên à. Vừa chỉ thông tay từ lại thế nhá. Bên đây thông tay nhưng mà đi ba giờ mình xin năm ấy cắt từ lại đó. Cắt từ lại nữa. I thought clap your hand only clap in the house. Now we clap on TV. Yeah. What's up with that? Yeah, I just want to tell
the world to recognize what is the hand and when's the right time to clap. So it seems like we start to clap on TV and everywhere now. So share to the world for Clap Your Hand. Thank you very much for sharing this little moment for my haircut time. Okay? Okay, well, Puklen, we're gonna leave you alone. Okay, Akun Chan, and I'm sure you're probably gonna look very nice, look very handsome. Akun Tony. And let's meet each other next time and talk a little bit more, okay? All right, good luck for your show, okay? Okay, thank you very much. Okay, Akun Chan. Clap your hand. ខ្ញុំឈ្មោះភ្លឿនព្រីមខ្ញុំជាប្រធានអង្គការសិល្បៈខ្មែរម្ចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំទៅមើលស្ទូឌីយោថតសម្លេងដែលជាស្ទូឌីយោគេហៅថាស្ទូឌីយោខ្លាទៅក្នុងនេះក៏ទៅជាក៏ទៅថតសម្លេងវាយើងចូលមកនេះជាស្ងាត់មែនទែនដោយសារស្ទូឌីយោនេះគេធ្វើមានជាងធ្វើដើម្បីកុំឲ្យសម្លេងចូលមកពីខៅទៅដើម្បីសម្លេងខាងក្នុងនេះកុំឲ្យទៅខាងក្រៅដោយតែគ្នា លោកសមត្ថគាត់ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅកន្លែងនេះគាត់គេហៅថា sound engineer គាត់រៀបចំមើលថតសម្លេងរៀបចំមីក្រូហ្វូនគាត់រៀបចំមើលថាការកាត់តនោះល្អល្អសម្លេងល្អល្អសិល្បៈខ្មែរមតៈទៅជាអង្គការដែលបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1998 ដោយលោកអានចនផនគាត់អ្នកបង្កើតគាត់ជាអ្នកនិកជននៅក្លឹបនៅសហរដ្ឋអាមេរិក គាត់បានក្នុងឆ្នាំ 1995 គាត់បានមកលេងនៅស្រុកខ្មែរទៅគណិតគាត់ចង់រោព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ចាស់ដោយមានចំណេះខាងផ្នែកវប្បធម៌ដែលអាចបង្រៀនសិស្សជំនាន់ឥឡូវដើម្បីឲ្យគាត់រៀនអំពីរបាំអំពីភ្លេងបុរាណទៅអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយផ្នែកសិល្បៈបុរាណ ទៅគាត់គណិតគាត់ក៏ចង់បង្កើតអង្គការនេះដើម្បីជួយរៀបចំថ្នាក់រដ្ឋថៃអង្គការមានថ្នាក់ 15 ថ្នាក់នៅតាមខេត្តមាន 7 ខេត្តមាននៅសៀមរាបនៅភ្នំពេញនៅបាត់ដំបងនៅកំពង់ស្ពឺតាកែវរតនគិរីទៅគណិតអង្គការនោះដើម្បីដូចថាយើងចង់ឲ្យជួយស្ដារវប្បធម៌ខ្មែរ
ដែលបាត់ដល់កំពុងបាត់បង់ទៅជួយរៀបចំផ្នែកបន្ទរសាស្ត្រជំនាន់ថ្មីថ្ងៃនេះយើងនៅក្នុងស្តូឌីយោរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរបានចាក់ជាគេហៅជាស្តូឌីយោខ្លាដោយដើម្បីរៀបចំនេះស្តូឌីយោនេះយើងបានរៀបចំស្តូឌីយោដើម្បីយើងអត់សំឡេងអត់រូបភាពភ្លេងទៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលដូចថាគាត់ចាក់ហើយទៅយើងចង់ទុកជាឯកសារមកកល់ទុក អរគុណដែលបានមកអញ្ជើញមកទស្សនានៅក្លែងស្តូឌីយ៉ូអង្គការសិល្បៈខ្មែរបាទសូមអរគុណបាយបាយហេសួស្តីអ្នកនាងនេះគឺជាក្លឹបជាហានធីវីជាមួយខ្ញុំលីសាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបជាមួយបងអេដាដែលគាត់គឺជាអ្នកជំនាញតែប៉ាកែហើយនឹងស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្មែរយើងដែលគាត់បានបានយើងបានស្គាល់បទចម្រៀងរបស់គាត់amazing ហើយបន្តមកមុននឹងយើងទៅជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីសុវ័យមួយដែលបងធូនីគាត់នឹងធ្វើជាអ្នកប៉ណ្ណាំងស៊ីក្លូននៅតាមផ្លូវហាថេស៊ីក្លូអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាទស្សនានឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសាកល្បងថេស៊ីក្លូមកជុំមុខវែងមើលខ្លាចខ្ញុំរូបពាក់មួយបានល្អអត់អូខេ bạn mình xuống đi, tôi sẽ nào tôi có khi mà chơi nhóm ạ, chơi clay ấy, tiện xí clo mấy cá, rồi xí tiện xí clo cá đấy nhóm, bạn không ạ, mà bà phụ nữ tôi sẽ nào bà khơi nhá ấy, thì thà tiện xí clo mình men xuống là chân tết nhưng mà làm đi của bà ấy, rồi làm tầm miên nhiều tiết, gối tiết, bạn mong bà. Be right on the xí clo. Would you like to be my first client? Yeah, sure. Please. Go straight? Yeah, jump on, please. Sure. Yes. Okay. Okay. Mà bông bông đến tôi sẽ nào tôi có khuyên, nên cứ chia... Mà... What is the movie? Yeah. What is the movie? This is for Clap Your Hands TV. Oh. Clap your hands to me. And what is your name? I'm Dirk. D-I-R-K. D-I-R-K, Dirk. I'm a star now, right? Yes, you are. Yeah, great. We want to say thank you to Dirk for jumping on the sea glow. Until the next episode, my mom owner, that's not all clear. Khlong Kam Vy Thi. Clap your hands TV. Cham chuk phía khlong vẹt kroi. Hãy lâu đích nhóm. Yo môi. Tâu của lại anh cất trong tâu. ហើយឥឡូវនេះយើងមកជួបនឹងអេដាហើយគាត់នឹងលេងនឹងចម្រៀងមួយចម្រៀងជាមួយនឹងហ្គីតារបស់គាត់ហើយមុននឹងយើងទៅស្ដាប់ចម្រៀងរបស់គាត់យើងនឹងសួរគាត់ពីព័ត៌មានមួយចំនួនអតីតទៅលើចម្រៀងហើយនឹងប៉ារ៉ូលផ្លេដែលគាត់បានតែងកន្លងមកអូខេអេដាអេដាជម្រៀងអំពីចម្រៀងដែលអេដាកំពុងតែតែងនឹងចម្រៀងតែមួយមុខដែរអឺជាច្រើនខ្ញុំតែងចម្រៀង ជាភាសាខ្មែរនៅអង់គ្លេសនេះអ្នកបាទដូចជាពីមុនចឹងលេងអសលតែងអំពីស្រុកខ្មែរឯងប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំពេលលេងជាភាសាទីសិកតែងពីស្រុកខ្មែរច្រើនដូចជាបេះដូងខ្មែរទេចុងក្រោយហើយបទដែលហិតជាងគេនោះគឺអស្ចារ្យណាស់កម្ពុជាអស្ចារ្យណាស់ amazing cambodia yeah amazing okay បន្តពីគាត់បានប្រាប់យើងអំពីព័ត៌មាននៃបទចម្រៀងរបស់គាត់ហើយឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងមកស្ដាប់ជាមួយបទចម្រៀងមួយដែលល្បីជាដែលល្បីបំផុតដែ
Like người trong bóng hai.
ខ្ញុំឈ្មោះអូនខ្ញុំមកពីផលិតកម្មខ្លាចហែនហើយខ្ញុំមានបទចម្រៀងចង់សួរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្លាចហែនធីវីឥឡូវសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេចូលមកសាសងស្នេហាកុំយូដកណ្ដោនស្រីបងខំលួចមើលជីវ៉ាជាយូមកហើយពីស្អីសូមស្គាល់ផងពើឈ្មោះវិញបងសូមសារភាពស្រឡាញ់គឺរੂអូនភ្លៀងក្នុងចិត្តបងពិនឬព្រួយលួចខ្នាញ់ឥឡូវសូមរីករាយជាមួយនឹងបទថ្មីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេហើយត្រីនឹងយើងសប្បាយមែនចង់
nong bong cho mà cái cua xa quý sai bong và cọt na mình cro la bong bật chia thôi những phù xây mình crop na mình chia nia ri bong pratna chma nó mua chỉ vớt mình sẽ lanh toa tài cha mình phơi tan chặt nằm ta ôn chăm cá vô mật phù giúp ni ôn khi chỉ mình chát chi vớt phù giúp ni ôn khi chỉ mình chát chi vớt say trong thơ bay phi say tam chắc con nị tha chỗ khnông ni dây nâng phù mà ao chăm chóm cả rư ôn trong nghề cái bài bóng đang khai rư ôn trong nghề cái bài bóng đang khai chỗ mò xa trong thai ha cùng dư đòn na ôn thay bóng đuôi mưa trong chi hoa chi dư mò khai phi say xôn xóa bóng tới chứ mò quay bóng sông xa đập biến tro lành chợt đòn hay mẹ tham máu thòng ở đá đó, xong bây tầng ngày the grand opening á, cứ nhung ba máu xong đại nữa nặng tiền phong, chung mùi nặng già cầm club in hand, mình bong Tony, mình Lisa máu chung kia trên tầng on nhà mình đó, đàn chân và tòa bì grand opening nặng máu, khi tham mình được máu cần đặt chân tới hình chân nhung chung mùi mật hẹn nặng tài tầm on nặng nhắm a before the live with how ngành hai mình tập phu lên tiền, mình tập phu lên được khỏi tiền đó, hay nhung chân nặng thêm bé đã lên những xe nhảy cho bé tới hiện bé ấy bé tới riêng bé khao vàng trong cao support trong cao ao vậy tới ở sở lại những miệng anh cũng than đấy chẳng dương bé ấy các bạn ở được phòng rộng chẳng thể chờ nhưng chẳng các bé bài chương thường ngày tiệp đi sandal bé khao thầm chân côn thầm mọi ao dứt thời là bé tới perform nơi tam cha nơi có tam tv chẳng như thời bé tiệp xe dương thời ở việc phòng rộng á tại là bé tới dương tới perform nơi tam khai anh chẳng tức bé các bạn này bài chương bu ao dứt, ao bị kéo, khao clay, khao bánh sạch cái nhóm. Dạ, ok. Dạ, ốc quần chân là ấy đã, xin rạp cầm nhận bài ấy đã. Dạ. Ok, là ní, dương nâng mà chụp nâng video, music video mới tiệt, mà bị cầm khá thử. Ok, check it out. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cambodian Living Art.
hay giờ không khăn ha thì ở tất cả giờ nó mà chụp thì mình nấu tiệt hay giờ nó mình cảm thấy phải phải chụp chân thì đầm bay anh được nhé ở tôi xin nhé hay năng vô đăng chân ông pi style fashion hay năng mode mày tiệt ở lại ní cảm ơn TV tôi chuẩn bị rồi bye.